nó có một đảo rất là nhiều động vật gồm tê giác, hippo, gira, tất cả đang sống vào một buổi sáng đang đi kiếm thức ăn. Khung cảnh rất là yên bình. Hôm nay là đập chia hippo, người đều không phát hiện được trong hang động là một bầy kim không. Gia đình của kim không nha mấy bạn, sống trong hang. Đây là kim không cha, gia đình này sống trong hang các bạn. Và tới buổi sáng họ sẽ ra săn mồi. Không, bắt đầu ra săn mồi nha. Bây giờ là bị một cú văng lên trời luôn. Ở đây con hippo và con tê giác đang đánh nhau. Tấn công chú tê giác. Tiếp theo là các chú dê túi và Mira. Chú dê túi ở đây. Devon đang được săn bắn bẫy các chú khỉ. Eleven sống sót thành công. Rồi Eleven đã gục ngã, thất bại cho Eleven.